Nhận định bóng đá Everton với Man City. 3 giờ 15 phút ngày 18 tháng 2, đá bù vòng 16 ngoại hạng Anh. Man City sẽ bỏ xa Leicester và MU mấy điểm nếu đánh bại Everton đêm nay. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhờ bàn tay nhào nặn của huấn luyện viên Carlo Ancelotti, Everton tiến bộ rõ rệt so với mùa giải trước. Nhưng đối diện một Man City đang bay cao với 16 trận thắng liên tiếp, đội bóng có biệt danh kẹo cứng nhiều khả năng vẫn sẽ mềm nhũn và bị nuốt gọn. Cùng kỳ này mùa trước, Everton mới chỉ kiếm được 28 điểm và đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng Premier League. Thế nhưng, sau 22 trận mùa này Everton đá ít hơn các đối thủ 2 trận, đội bóng của Carlo Ancelotti đã giành tới 37 điểm và chiếm giữ vị trí thứ 7 tại Premier League. Đấy là sự tiến bộ rõ rệt của Everton, đặc biệt khi họ còn thiếu ngôi sao danh tiếng nhất James Rodriguez trong 6 vòng đấu vì chấn thương. Tuy nhiên, có một thực tế là dù tiến bộ rõ rệt so với chính mình song Everton vẫn chưa đạt được phong độ đúng với kỳ vọng và thậm chí, thời gian gần đây họ còn có dấu hiệu đi xuống. Đội chủ sân Goodison Park chỉ thắng 1 trong 6 trận đấu vừa qua trên mọi chiến tuyến, trong đó trận gần nhất của họ là một nỗi hổ thẹn lớn. Ngay trên sân nhà, Everton để cho đội bóng đang đua trụ hạng là Fulham đánh bại với tỷ số 2-0. Đấy đã là trận thua thứ 3 trong 4 lần gần nhất Everton thi đấu tại sân nhà trong khuôn khổ Premier League. Sân nhà tưởng như phải là điểm tựa nay bỗng trở thành gánh nặng với đội bóng của huấn luyện viên Ancelotti. Áp lực phải thắng đã làm hại Everton, biến họ thành đội bóng sơ cứng, quá dễ bị bắt bài khi thi đấu tại tổ ấm của mình. Hệ quả là họ chưa biết thắng tại Goodison Park suốt từ ngày 19 tháng 12 năm ngoái đến giờ và mới chỉ có 4 trong 11 trận thắng mà Everton giành được tại Premier League mùa này đến từ các trận sân nhà. Thật không may, đúng vào lúc Everton thiếu niềm tin vào Goodison Park nhất thì họ lại phải đón tiếp Man City. Đội khách hiện đang có phong độ cực khủng với 16 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường và 11 trong số đó diễn ra tại mặt trận Premier League. Thành quả của chuỗi trận vô cùng thành công ấy là Man City leo một mạch từ vị trí thứ 6 với 5 điểm kém đội dẫn đầu lên chiếm giữ ngôi nhất bảng tại giải ngoại hạng Anh mùa này. Hiện tại, Man City đang bỏ xa phần còn lại của giải đấu tới 7 điểm trong khi vẫn đá ít hơn một trận. Điều đó có nghĩa là nếu thắng tiếp Everton ở trận cầu đêm nay, đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola sẽ tạo dựng khoảng cách lên tới 10 điểm so với các đội phía sau và biến chặng đường phía trước trở nên bớt căng thẳng hơn. Cần biết rằng, sau cuộc đọ sức với Everton đêm nay, Man City sẽ bước vào chuỗi 5 trận rất nặng nề, chạm trán toàn những đối thủ lớn Arsenal, Man United và MU Gladbach hoặc có phong độ cao West Ham. Chính vì thế, một chiến thắng lúc này sẽ đem lại cho Man xanh rất nhiều động lực để họ vượt qua khúc cua khó khăn kéo dài đến tuần đầu tiên của tháng 3. Với cán cân phong độ tương phản đến gay gắt như hiện tại, việc Man City tiếp tục đánh bại Everton như trận lượt về mùa trước là hoàn toàn có thể xảy ra. Trên thực tế thì Man xanh cũng rất quen với việc nuốt gọn đối thủ có biệt danh kẹo cứng này, khi họ toàn thắng cả 5 lần đụng độ gần nhất giữa đôi bên. Trong khi Everton gặp vấn đề lớn với hàng thủ khi không thể giữ sạch lưới cả 6 trận vừa qua trên mọi đấu trường, thì hàng công của Man City lại thăng hoa với sơ đồ không tiền đạo và đã ghi tới 18 bàn trong 6 trận gần đây. Những con số tương phản ấy càng cho thấy, việc thắng, thậm chí là thắng đậm Everton ngay trên sân đối thủ là nhiệm vụ dễ như ăn kẹo với thầy trò Pep Guardiola lúc này. Dự đoán 1-3.